Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể bắt đầu thì giờ học ở trong phước hạnh, ở trong ơn của Chúa. Đề tài của chúng ta hôm nay đó là sức mạnh của sự cầu nguyện. Chúng ta biết rằng cầu nguyện khi thực hành theo lời của Chúa có một sức mạnh rất lớn. Có người nói rằng sức mạnh của sự cầu nguyện nó tương đương với quyền năng của Đức Chúa Trời. Bởi vì khi chúng ta sử dụng điều mà Chúa đã trao trong tay của chúng ta, và khi chúng ta cầu nguyện, Chúa hành động, Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta, và khi Chúa hành động, thì Ngài đưa tay quyền năng của Ngài ra để có thể thực hiện công việc mà chúng ta cầu xin Ngài. Cho nên sức mạnh của sự cầu nguyện tương đương với quyền năng của Chúa là như vậy. Cảm ơn Chúa. Đây là một trong những công cụ của những người ở trong giao ước mà Đức Chúa Trời đã ban cho Hội Thánh, để chúng ta có thể bước đi ở trong thiên mệnh của mình như Chúa Jesus Christ đã định cho chúng ta. Sức mạnh của sự cầu nguyện. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện? Chúng ta đã học ở trong tuần rồi. Hôm nay chúng ta xem sức mạnh của sự cầu nguyện nhằm mục đích để làm gì? Thứ nhất, chúng ta thấy rằng sức mạnh của sự cầu nguyện là để chống lại kẻ thù chung của chúng ta. Chúng ta có một kẻ thù chung và nó có những cái đường lối và cách của nó để ngăn trở chúng ta, để gieo những điều xấu vào trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta cần phải nhận diện công việc của nó, để chúng ta không đổ lỗi, không trách Chúa, nhưng mà chúng ta nhận biết kẻ thù của chúng ta và công việc của nó, để chúng ta sẽ chiến trận với nó ở trong danh Đức Giê-xu mà chúng ta giành sự đắc thắng. Ma-thi-ơ chương 13, Chúa Giê-xu có dạy các môn đồ của Ngài trong một ẩn dụ để cho thấy công việc của kẻ thù. Và chúng ta cần biết để chúng ta biết kẻ thù làm gì, để chúng ta nhận diện công việc của nó. Ma-thi-ơ chương 13, câu 24 cho đến câu số 28. Xin anh chị em cùng theo dõi lời của Chúa Giê-xu Ngài dạy ở trong ẩn dụ này, để chúng ta thấy được công việc. Đức Chúa Giê-xu phán ví dụ cùng chúng rằng: nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù của chủ ruộng liền đến, gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Đến khi lúa mì lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lòi ra. Các đầy tớ của chủ bèn đến thưa rằng: thưa chủ không gieo giống tốt trong ruộng của chủ sao? Vậy thì cỏ lùng bởi đâu mà ra? Chủ đáp rằng: ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Các đầy tớ thưa rằng: vậy chủ có muốn chúng tôi đi nhổ cỏ đó chăng? Anh xem trong ẩn dụ này, Chúa Giê-xu Ngài cho chúng ta biết một cái thực tại mà chúng ta cần nhớ trong đời sống của chúng ta. Có hai vương quốc hành động. Đối với quân ước của Đức Chúa Trời, thì Ngài là đấng gieo những điều tốt, những hạt giống tốt vào trong đời sống của chúng ta. Như người chủ ruộng ở tại đây, nước thiên đàng giống như người kia gieo giống tốt vào trong ruộng của mình. Cảm ơn Chúa. Đó là điều mà chúng ta cần nhận biết. Những gì Chúa Ngài gieo vào trong đời sống của chúng ta, đó là những hạt giống tốt. Chúa có ý định đời sống của chúng ta nhận được những điều tốt đẹp nhất, và những điều tốt đẹp này cứ tăng trưởng, cứ lớn lên trong đời sống của chúng ta. Rồi Chúa Ngài hé mở cho chúng ta biết có một việc ở trong bóng tối, một bàn tay làm việc ở trong bóng tối. Đó là: nhưng đương khi người ta ngủ, thì kẻ thù của chủ ruộng liền đến. Chúng ta để ý đến chữ liền ở tại đây. Đó là nó rình mò. Và khi chủ gieo những cái giống tốt vào trong ruộng của mình, ban đêm kẻ thù rình mò và nó theo sau, nó liền đến và gieo cỏ lùng vào ở trong lúa mì rồi đi. Chúng ta thấy một hình ảnh khác: chủ gieo giống tốt vào trong ruộng của mình rồi cũng đi về. Kẻ thù lẫn đến ở trong ban đêm cũng gieo cỏ lùng vào trong lúa mì rồi đi. Rồi chúng ta thấy diễn tiến xảy ra một thời gian sau. Một vài ngày sau thì việc bắt đầu xảy ra, đó là khi lúa mì bắt đầu lớn lên. Rồi chúng ta thấy mỗi ngày một thì lúa mì cứ tiếp tục tăng trưởng và trổ bông. Lúc bấy giờ thì công việc của cỏ lùng bắt đầu cũng lòi ra. Ở đây cho chúng ta thấy, khi chúng ta bắt đầu thấy kết quả, thì những gì mà kẻ thù gieo trước đây ở trong bóng tối, nó cũng sẽ bắt đầu thể hiện công việc của nó để đem lại sự ngăn trở. Cho nên chúng ta cần biết lẽ thật từ nơi lời của Chúa để chúng ta thấy. Và Chúa Giê-xu gọi cái bàn tay ở trong bóng tối gieo những việc xấu vào trong đời sống của chúng ta.
là kẻ thù. Chúng ta để ý đến điều đó. Chính Chúa, Ngài nói chủ phán rằng ấy là một kẻ thù đã làm điều đó. Nhiều khi trong đời sống chúng ta thắc mắc, chúng ta đặt câu hỏi đó là con đã dâng trọn đời sống của con cho Chúa, nhưng mà tại sao có những điều xấu xảy ra? Và nếu chúng ta không hiểu một cái chiến trận thuộc linh, có một cái trận chiến đang diễn ra giữa nước trời và công việc của ma quỷ, thì chúng ta có thể buồn, chúng ta có thể đổ lỗi cho Chúa. Nhưng mà trong ẩn dụ này, Chúa Giêsu muốn chỉ cho chúng ta một điều mà chúng ta cần nhớ trong đời sống của chúng ta. Đó là tất cả những gì trái ngược với tốt lành xảy ra trong đời sống của một con cái của Chúa, đó là công việc của kẻ thù, là công việc của ma quỷ. Cho đến chừng chúng ta nhận biết lẽ thật này, thì chúng ta sẽ không chiến đấu để chúng ta giữ những điều tốt ở trong đời sống của chúng ta. Và chúng ta lại để cho kẻ thù nó áp đảo tinh thần và nó nhồi nhét ở trong chúng ta một ý tưởng, đó là Đức Chúa Trời đổ những điều xấu xuống ở trên cuộc đời của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta lại cho nó những cái nhãn, những cái tên mà chúng ta thấy rằng nghe rất là thiêng liêng, đó là Chúa Ngài đổ những sự khó khăn đến để thử đức tin của chúng ta. Có những lúc Chúa Ngài cho phép sự thử thách đến, nhưng mà chúng ta cần nhớ đó là không phải để đánh bại chúng ta hay là làm cho chúng ta đau khổ. Nếu sự thử thách mà Chúa cho phép đến trên đời sống của chúng ta thì nhằm mục đích cũng để xây dựng cho đời sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Nhưng mà đa phần, nếu không nói rằng hầu hết, thì chúng ta thấy rằng đó là công việc của kẻ thù. Tất cả những gì trái ngược với những sự tốt lành, đó là công việc của kẻ thù. Satan là kẻ thù số một của tín nhân. Và Kinh Thánh cảnh giác chúng ta một hình ảnh khác nữa. Chúng ta thấy một bàn tay, những hành động ở trong bóng tối lúc ban đêm. Thì có một hình ảnh khác trong Phi-rơ thứ nhất chương 5 câu số 8. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Như vậy chúng ta thấy thêm một hình ảnh để chúng ta thấy có cái chữ rình mò chung quanh chúng ta. Đó là công việc của kẻ thù, công việc của kẻ trộm cướp. Thì chờ đến cái lúc chúng ta bất cẩn thì làm cái công việc. Cho nên chúng ta cần phải nhớ một lần nữa, phía sau ngăn trở khó khăn không dứt và những điều liên tục gãi đổ, đó là công việc của một kẻ thù. Xin chúng ta nhớ điều đó. Nhưng tại sao kẻ thù lại quyết tâm muốn cho chúng ta, muốn thấy chúng ta thất bại như vậy? Bởi vì ý định tốt lành của Chúa dành cho đời sống của chúng ta. Chúng ta tìm thấy ở trong Ê-sai chương 5 câu 1 cho đến câu số 2 một ẩn dụ khác được bày tỏ ra ở tại đây qua lời của Chúa đã mặc khải để tiên tri của Chúa, là tiên tri Ê-sai đã ghi lại cho chúng ta. Ê-sai chương 5 câu 1 câu 2: Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu của ta một bài ca của bạn yêu dấu của ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu của ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp ở giữa vườn, đào một nơi ép rượu. Và người mong rằng sẽ xanh trái nho, nhưng nó lại xanh trái nho hoang. Ở đây chúng ta thấy lý do tại sao kẻ thù quyết tâm muốn thấy chúng ta thất bại. Vì ý định của Chủ, ý định của Đức Chúa Trời, nó ganh tị với chúng ta bởi vì chúng ta là những gốc nho xinh tốt của Chúa. Hãy nhận biết điều đó. Kẻ thù muốn ngăn trở chúng ta và muốn cướp đi của chúng ta điều mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta, Ngài đã đánh giá trên đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta là những gốc nho xinh tốt của Chúa. Bởi sự cứu chuộc trong huyết báo của Đức Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy rằng chúng ta được trồng ở trên một gò đất tốt, một nền tảng tốt đẹp, vững bền đời đời. Chẳng những thế, chúng ta còn được Chúa Ngài dựng hàng rào bảo vệ. Và Chúa đã đầu tư điều tốt nhất ở trong mỗi một chúng ta. Như hình ảnh của người chủ vườn nho ở tại đây, ông đã làm công việc là khai phá ra, cất bỏ những đá và trồng những gốc nho xinh tốt, rồi dựng một cái tháp ở giữa vườn. Vì chủ của vườn nho đã có một cái ý định và một viễn cảnh, đó là những gốc nho này sẽ sanh ra trái, sẽ lợi ích, sẽ tăng trưởng, sẽ đem lại những điều phước hạnh. Rồi đào một cái nơi ép ruột, chúng ta thấy hình ảnh đem lại cái kết quả của những gì mà chủ đã đầu tư vào ở trong cái vườn nho của mình. Kinh Thánh cho chúng ta thấy
Chúa Ngài đã đầu tư những điều tốt đẹp vào trong đời sống của chúng ta. Đúng, chúng ta đã từng ở trong vũng lầy của tội lỗi, chúng ta đang ở đống rác của cuộc đời tội lỗi. Nhưng Chúa Ngài bởi huyết của Đức Giê-xu đã kéo chúng ta về và rửa chúng ta sạch ở trong huyết của Chúa. Rồi Ngài đặt để Thánh Linh của Ngài ở trong chúng ta, biến đổi, ban phước. Và khi chúng ta nhường đời sống của mình cho Chúa kiểm soát, Ngài kết trái của Ngài trong đời sống của chúng ta. Và những phước hạnh Chúa dành cho đời sống của chúng ta mà chúng ta có thể thấy được trong hình ảnh của những người được Chúa Ngài trồng ở trong nhà của Chúa. Thi Thiên 92 câu 13-14 lời Chúa chép: những kẻ được trồng ở trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông. Cảm ơn Chúa, hình ảnh tươi đẹp mà chúng ta thấy tại đây. Sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dầu đến buổi già bạc, họ vẫn còn xanh bông trái. Chúa Ngài có ý định là đời sống của chúng ta tiếp tục xanh ra bông trái luôn cả khi đến tuổi già bạc. Tuổi già tóc bạc thì vẫn xanh ra bông trái. Rồi chúng ta thấy chẳng những xanh bông trái mà Chúa Ngài đã định là được thánh mẫu. Được thánh mẫu và xanh tươi. Anh xem một bức ảnh tuyệt vời mà Chúa Ngài vẽ lên cho chúng ta qua lời của Ngài. Vậy chúng ta thấy điều này thì chúng ta nhận biết những gì Chúa cho chúng ta rất là quý. Đó là lý do tại sao kẻ thù muốn tước đoạt. Bởi vì nó ganh tị với chúng ta. Nó muốn chúng ta hụt mất sự vinh hiển như nó. Bởi vì như những con người sống ở trong tội lỗi, luôn muốn kéo những người khác cùng phạm tội giống như mình. Satan bị đuổi ra khỏi thiên đàng, mất đi tất cả những cái phước hạnh. Bởi vì nó không biết và không tận hưởng cái phước hạnh mà Chúa Ngài đã định và dành cho sinh hoạt của nó. Nó sinh ra kiêu ngạo và muốn chiếm sự vinh hiển. Muốn đem ngai của mình lên ngang bằng với đấng chí cao. Và Chúa đã đuổi ra khỏi thiên đàng. Satan muốn chúng ta cũng bị đuổi ra khỏi những cái phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Và đó là công việc của nó. Nó chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Là lời mà Chúa Giê-xu đã nhắc nhở. Cũng như kẻ thù không nghĩ cho đến khi Adam bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Thì chúng ta là những người con Chúa, chúng ta cần nhớ là Satan cũng không yên nghỉ cho đến khi nó kéo chúng ta văng ra khỏi quỹ đạo của thiên mệnh mà Chúa Ngài đã định cho chúng ta. Nên nó tìm đủ mọi cách chọc gậy bánh xe, tìm đủ mọi cách để đưa những ngăn trở vào trong đời sống của chúng ta. Nó ném những cái trái chanh chua vào trong cuộc đời của chúng ta. Công việc của chúng ta là chúng ta cần phải nhận biết, đề cao cảnh giác và chiến đấu để bảo vệ những phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Vì Satan nó quyết tâm không cho chúng ta được vào đất hứa. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta phải chiến đấu là như vậy. Trong ơn của Chúa, dù Satan quyết tâm không cho chúng ta vào đất hứa, nhưng mà chúng ta công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, là danh trên hết mọi danh, chúng ta công bố rằng việc của nó và ý định của nó sẽ không thành. Amen anh chị em. Hãy quyết tâm và chọn một sự sống phước hạnh như Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Gia-cơ chương 4 câu 7 nhắc chúng ta hãy phục Đức Chúa Trời. Hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Hãy phục Đức Chúa Trời không phải chỉ phục về thẩm quyền của Ngài, nhưng hãy phục Đức Chúa Trời nhường đời sống của chúng ta và sống theo như ý định, như chương trình, như thánh ý của Chúa cho đời sống của chúng ta. Khi chúng ta phục Đức Chúa Trời, chúng ta chống trả ma quỷ thì nó sẽ lìa xa chúng ta. Vì chữ chúng ta tại đây thì có liên quan đến chính những người phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ, chứ nó không tự nhiên đến cho tất cả mọi người. Chúng ta cần biết điều đó. Hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Anh em ở tại đây chính là những người phục Đức Chúa Trời và chống trả ma quỷ. Bằng không thì quỷ nó sẽ không bỏ chúng ta, nó sẽ không rời chúng ta. Nó sẽ tìm đủ mọi cách để tiếp tục gây khổ chúng ta. Cho nên chúng ta phải chiến đấu là như vậy. Ma quỷ có thể ngăn chặn và chịu bắt phục khi chúng ta sử dụng thẩm quyền cũng như chìa khóa mà Chúa Ngài giao cho chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm sự đắc thắng, đó là trong danh Đức Giê-xu và lời cầu nguyện của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và quý quyền là ngôn ngữ duy nhất mà chúng ta thấy rằng nó mới chịu vâng theo. Nên Đức Chúa Trời đã đặt để quyền năng của sự cầu nguyện ở trong tay của chúng ta để chúng ta có thể phản công, để chúng ta có thể tấn công nó, để chúng ta có thể xua đuổi nó, để chúng ta có thể giữ cái phước hạnh mà Chúa Ngài toan định thể hiện ra trong cuộc đời của chúng ta. Thứ nhì anh chị em, Chúa Ngài ban cho chúng ta sức mạnh của sự cầu nguyện để chúng ta trỗi dậy và chống lại kẻ thù.
trong mọi xung đột trong đời sống phải có sự thông hiểu chúng ta mới đắc thắng. Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cần phải biết kẻ thù của chúng ta và chúng ta đương đầu với nó và dùng thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho để chúng ta sẽ đẩy lùi nó. Phải biết kẻ thù của chúng ta. Trong chiến trận, để thắng kẻ cướp, giết và hủy diệt, là kẻ cướp đi thiên mệnh vinh quang của bạn, bạn phải làm công việc. Đó là việc đầu tiên mà chúng ta cần phải biết, đó là chúng ta phải trỗi dậy. Đây là cốt lõi của vấn đề. Xin Chúa ban phước để nếu anh chị em có quên những điều mà tôi chia sẻ trong buổi tối hôm nay thì nhớ cái ý chính, đó là bởi ơn và quyền năng Chúa Ngài ban cho, chúng ta phải trỗi dậy. Khi chúng ta thấy hoàn cảnh nghịch lại với chương trình và lời hứa của Chúa cho đời sống của chúng ta, cũng như những điều tốt đẹp mà Chúa định cho đời sống của con cái của Chúa, chúng ta phải trỗi dậy. Chúng ta dành cái phần mà Chúa Ngài đã dành ban cho chúng ta. Đừng để kẻ thù cướp đi, lấy đi khỏi đời sống của chúng ta. Thi Thiên 68 câu 1 chép: Nguyện Đức Chúa Trời trỗi dậy, khiến kẻ thù nghịch của Ngài tản lạc, và làm cho những kẻ ghét Ngài phải trốn trước mặt Ngài. Ở đây chúng ta thấy một hình ảnh, nếu kẻ thù không chịu tản lạc cho đến khi Đức Chúa Trời Ngài trỗi dậy, thì chúng ta cũng phải như vậy. Kẻ thù sẽ không để yên chúng ta cho đến khi chúng ta trỗi dậy. Kẻ thù sẽ không bỏ đi nếu chúng ta không trỗi dậy và chống lại nó. Chúng ta phải đuổi nó. Chúng ta phải xua đuổi nó. Như con ruồi nó đậu trên cái món ăn tuyệt vời mà chúng ta đã bỏ thì giờ ra để chúng ta nấu, thì chúng ta không để nó bu đậu ở trên cái món ăn của chúng ta, mà chúng ta phải đuổi nó. Như con heo đầy sình bùn, nó chạy vào trong phòng khách của chúng ta mà chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, thì chúng ta không chấp nhận cái cảnh đó bao giờ, mà chúng ta phải đuổi nó. Đây là hình ảnh của chiến trận dành cho mình điều phước hạnh, điều tốt đẹp, điều trong sạch mà Chúa Ngài đã dành cho đời sống của chúng ta. Chúng ta phải trỗi dậy. Những lúc chúng ta phải trỗi dậy để chúng ta cầm lấy vũ khí mà Chúa Ngài đã giao trong tay của chúng ta, để chúng ta chiến đấu, để chúng ta đắc thắng ở trong ơn của Chúa. Kẻ thù không chịu tản lạc cho đến khi Đức Chúa Trời trỗi dậy, thì chúng ta cũng phải trỗi dậy, anh em chị em. Bạn không thể nào tiếp tục ngồi nhìn điều đau khổ trong đời sống của chúng ta cứ tiếp tục tiếp diễn. Chúng ta phải trỗi dậy. Chúng ta sẽ không trỗi dậy nếu chúng ta không biết kẻ thù của chúng ta. Nhớ tôi nhắc lại với anh chị em, tất cả những điều tốt đẹp, tất cả những sự ban cho tốt lành đều từ nơi Cha sáng láng của chúng ta trên trời ban xuống cho chúng ta. Lúa mì, lợi ích được chủ gieo vào trong ruộng của mình. Còn cỏ lùn, những điều xấu, những điều tranh giành cái vùng đất và chất dinh dưỡng từ nơi đất để nuôi và đem lại kết quả, đó là công việc của kẻ thù, đó là cỏ lùn gieo vào trong ruộng của chúng ta, gieo vào trong ruộng của Chúa. Chúng ta cần phải trỗi dậy để chúng ta chiến đấu. Không cần biết chúng ta nhận được khải tượng lớn cỡ nào, hay là chúng ta đã nhận được những lời tiên tri của Chúa trên đời sống của chúng ta, chức vụ của chúng ta là lớn lao và vĩ đại đến cỡ nào. Nếu chúng ta không trỗi dậy, thì kẻ thù sẽ không bao giờ để cho chúng ta có thể bước vào thiên mệnh của chúng ta. Hãy trỗi dậy. Hãy đứng lên, chống lại kẻ thù của chúng ta. Chúng ta cần trỗi dậy, đối diện với thách thức của kẻ thù. Và nếu chúng ta không làm gì, thì chúng ta cũng sẽ không nhận được gì. Cho nên hãy trỗi dậy, anh chị em. Chúa trang bị cho chúng ta rất đầy đủ. Hãy sử dụng các vũ khí Chúa Ngài ban cho, mặc giáp trụ của người tín đồ vào và sẵn sàng chiến đấu để giành lại những gì Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Ý định của Ngài muốn cho chúng ta có mà kẻ thù đã cướp, thì chúng ta phải vào trại của nó và chúng ta lấy lại những gì mà kẻ thù đã cướp của chúng ta. Ngay bây giờ có thể có quyền lực đang ngăn trở những chương trình, kế hoạch của Chúa cho đời sống của bạn. Mọi việc dường như đang đi ngược lại hoàn toàn. Trong kinh nghiệm bước đi với Chúa, tôi thấy điều này. Một khi lời của Chúa, một lời tiên tri đến ở trên đời sống của chúng tôi, một khi có những kế hoạch của Chúa Ngài sắp đặt, có những lời mời để hầu việc Chúa ở trong một chương trình lớn nào đó, hay là những lời tiên tri của Chúa
điều mà Chúa ngài toan định sử dụng chúng tôi, thì lập tức kẻ thù muốn đến để ngăn cản, chặn đường, vì nó không muốn tôi bước vào thiên mệnh mà Chúa đã định, và không muốn thấy ý định của Đức Chúa Trời được thể hiện ra trong đời sống của cá nhân tôi cũng như trên thánh vụ mà Chúa ngài giao cho. Bởi vì nó biết khi tôi có thể tiến vào thiên mệnh, tiến vào trong khải tượng mà Chúa ngài ban cho, thì sẽ là một cái thất bại lớn cho nước của nó. Anh chị em cũng vậy, trong đời sống của mỗi cá nhân của chúng ta, Chúa có những điều tốt đẹp ngài muốn ban, ngài muốn thể hiện trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hiểu và chúng ta phải trỗi dậy. Ma-thi-ơ chương 17 ghi lại cho chúng ta một ngày kia, các môn đồ của Chúa không thể đuổi được một con quỷ ra khỏi người nó ám. Mặc dù họ đã được ủy quyền ở trong Ma-thi-ơ chương 10. Vì Sa-tăng đã ngăn cản chúng ta kết quả ở trong một vụ, thì họ đã hỏi Đức Chúa Giê-xu, tại sao chúng tôi không thể đuổi quỷ ra được? Ma-thi-ơ chương 17 câu 20-21 ghi lại cho chúng ta. Ngài đáp rằng, ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải, sẽ khiến núi này rằng, hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Ô tuyệt vời về lời hứa của Chúa tại đây. Núi cũng phải dời, và không có việc gì mà các ngươi chẳng làm được, nếu chúng ta có đức tin chỉ bằng hạt cải thôi. Nhưng thứ quỷ này, nếu không cầu nguyện và không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được. Như vậy tại đây chúng ta thấy Chúa ngài cho chúng ta có ba sức mạnh khiến cho chúng ta đắc thắng. Đó là đức tin, đó là kiêng ăn và cầu nguyện. Cho nên anh chị em đừng ngồi đó khóc và chờ người ta thương hại mình. Hỡi những dũng sĩ của Chúa, hãy trỗi dậy. Hãy mặc lấy binh giáp của Chúa ngài đã dành ban cho chúng ta. Hãy trỗi dậy, tận dụng sức mạnh của cầu nguyện mà giải cứu mình khỏi sự kiềm tỏa của ma quỷ. Nó có những đường lối để ngăn chặn chúng ta. Mà nhiều khi nó cũng như ở trong trận bóng đá đó, nó cho người đến kè chúng ta và kẹp chúng ta, để chúng ta không thể dẫn banh đi được, chúng ta không thể tung lưới nó được. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngài là bạn đồng đội với chúng ta, và ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự đắc thắng, và chúng ta sẽ tung lưới đội của kẻ thù bởi sự cầu nguyện, bởi thẩm quyền mà Chúa ngài ban cho chúng ta. Cho nên đừng ngồi đó khóc và chờ người khác thương hại mình, nhưng hãy trỗi dậy, hãy trỗi dậy qua lời cầu nguyện, qua sự chiến đấu. Vì anh chị em, ma quỷ được gọi là kẻ ác thì nó không thương hại chúng ta bao giờ. Nếu chúng ta ngồi và chờ cho ma quỷ nó thương chúng ta, nó thương hại chúng ta bởi vì chúng ta khóc, chúng ta than thân trách phận, thì nó nói ôi thấy cái người đó thấy thương quá, thôi bỏ đi, đừng làm khổ nó nữa. Không, anh chị em, kẻ ác sẽ không bao giờ làm công việc đó. Nó sẽ không lìa chúng ta cho đến khi chúng ta chống trả nó. Cho nên hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lìa xa anh em. Nó luôn đi theo để ngăn trở, cướp phá. Cho nên hãy dùng quyền năng của thiên đàng mà tấn công nó một cách không thương xót. Chúng ta không thể nào thương xót kẻ thù của chúng ta là ma quỷ được, cũng như những công việc của nó. Đừng ngồi trò chuyện với kẻ thù, cũng đừng ngồi phân bua với nó. Bởi vì đó không phải là cách mà Chúa đã định cho chúng ta, mà có những danh từ Chúa bảo chúng ta là phải đuổi, phải trị. Đuổi quỷ, trị quỷ. Chứ Chúa ngài không nói chúng ta hãy nói chuyện với nó, thuyết phục nó để nó bỏ, để nó đẩy cho chúng ta im thân. Nhưng mà hình ảnh của chiến trận, hình ảnh của lời của Chúa cho chúng ta thấy ở đây là chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng khi chúng ta cậy ơn Chúa và chúng ta đánh bại nó, nhất là trong sự cầu nguyện. Nhiều người suy nghĩ một cách sai lầm, cho rằng cơ đốc nhân, đã là cơ đốc nhân thì mọi việc sẽ được dâng lên cho chúng ta ở trong một cái đĩa bằng vàng. Việc sẽ không dâng lên cho chúng ta trong cái dĩa bằng vàng được. Nhưng mà là những điều mà chúng ta phải tiến lên, phải chiến đấu, phải giành lại. Việc không tự nhiên đến mà phải do quyền năng của Chúa mang đến. Cho nên hãy sử dụng sự cầu nguyện để mang nó đến. Làm con cái của Chúa thì chúng ta không được miễn trừ khỏi chiến trận thuộc linh. Nhưng mà Chúa đã đảm bảo với chúng ta
cho chúng ta sự sắc bén để chúng ta có thể thắng được cái lực chống đối trong đời sống của chúng ta. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu số 9 dạy: vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy một hình ảnh mà mỗi người trong chúng ta cần phải nhớ trong đời sống của chúng ta. Đừng quên việc này. Có ở tại đó là cái thành phố mà Chúa Ngài đã ban phước để Phao-lô có thể đến đó chiếm lĩnh cái thành phố đó bằng tinh lành quyền năng của Chúa. Thì ông chia sẻ ở tại đây: vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi. Khi cánh cửa cơ hội mở toang ra cho công việc của đời sống của sứ đồ Phao-lô, thì ông cũng nhận biết và báo cho anh em biết đó là lại cũng có kẻ đối địch. Nó luôn luôn đi kèm, nó luôn luôn tìm cách để ngăn trở chúng ta. Ê-sai 43 câu 1 câu 2 chép: bây giờ hỡi Gia-cốp, Đức Giê-hô-va là đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Israel, Ngài là đấng đã tạo thành ngươi, phán như vậy: đừng sợ vì ta đã chuộc ngươi. Chúa muốn chúng ta vững vàng, đừng sợ. Ta là lấy tên ngươi gọi ngươi. Chúa gọi chúng ta một cách rất là cá nhân: ngươi thuộc về ta. Và đây là những hình ảnh mà chúng ta cần thấy tại đây. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Chúng ta thấy hình ảnh năng động ở tại đây: vượt qua, lội qua, bước qua. Khi chúng ta hành động, khi chúng ta vâng lời, khi chúng ta tiến ra, có một sự bảo đảm từ nơi Chúa. Ngài không sẽ không làm việc với chúng ta khi chúng ta ngồi bó gối chịu trận, ôm đầu chịu trận trước sự tấn công của ma quỷ. Nhưng mà Chúa, Ngài đảm bảo với chúng ta: khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng. Cảm ơn Chúa. Hãy hăng hái vượt qua các dòng nước vì Chúa ở cùng với chúng ta. Khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Cảm ơn Chúa. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Cho nên chị em của tôi, hãy vượt qua, hãy lội qua, hãy bước đi. Chúa, Ngài sẽ làm phần của Ngài, Ngài sẽ ban phước trên chúng ta. Như vậy chiến trận không thể tránh khỏi, nhưng mà đắc thắng là điều chắc chắn. Cảm ơn Chúa. Anh chị em có thể nói cái đó dường như là trong Cựu Ước, Môi-se. Đúng, cái điều đó ở trong Cựu Ước, nhưng mà Tân Ước Chúa cũng hứa với chúng ta sự đắc thắng này. Và tuyệt vời hơn nữa là chính Đức Giê-xu đã thắng rồi, bây giờ Ngài muốn chúng ta sống với sự đắc thắng đó. Và khi nào chúng ta thấy rằng kẻ thù muốn ngăn trở, chúng ta dùng danh của Chúa và quyền năng của sự cầu nguyện mà chúng ta dành cho mình. Thời gian thứ nhất chương 5 câu số 4: vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian. Và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Khi chúng ta có đức tin nơi quyền năng của Chúa, nơi danh của Chúa, và chúng ta để cho Chúa Thánh Linh tự do hành động trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ thắng. Vì Chúa Ngài đã thắng cho chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta thực thi cái lẽ thật này. Chúng ta áp dụng lẽ thật này cho đời sống của chúng ta. Chiến trận là thật, nhưng mà sự đắc thắng cũng là thật. Đắc thắng chính là gia tài của chúng ta. Thực tại của chiến trận được Đức Chúa Giê-xu làm gương cho chúng ta. Ở trong Giăng chương 14 câu số 30: ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa của thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài làm gương cho chúng ta ở tại đây. Đó là Ngài biết có một cái sự tấn công đến của vua của thế gian này, vua chúa của thế gian này, nhưng mà Ngài luôn đắc thắng nó. Kẻ thù cứ đến, nhưng Đức Chúa Giê-xu sẵn sàng chiến đấu, cho nên Ngài luôn thắng. Có thể anh chị em ai đó đang bị kẻ thù đánh chúng ta tơi tả, nó muốn đánh ngã chúng ta, nhưng mà chúng ta nhớ một điều: vô địch là những người đã đo dáng mà không chịu nằm dài nhưng đứng lên. Trong một trận đấu quyền anh, chúng ta thấy rằng có thể sẽ có những cái knock out, những cú đánh đo dáng, nhưng mà khi cái người bị đánh và khi trọng tài đếm, người đó trong vòng cái số định của luật của quyền anh mà ngồi dậy, thì người đó lại tiếp tục ở trong trận đấu.
trừ trường hợp nằm lương, thì lúc bây giờ thì cái sự thắng bại đã được quyết định. Cũng vậy trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta, anh chị em, hãy trỗi dậy chống lại kẻ thù bằng sự cầu nguyện. Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng. Cầu nguyện đảm bảo một tương lai rực rỡ trong Chúa khi mà chúng ta còn thở, là chiến trận chưa chấm dứt. Cho nên anh chị em đừng ngồi đó than phiền hay là trách Chúa tại sao con gặp nhiều thách thức ở trong đời sống. Thì chúng ta còn có thách thức có nghĩa là chúng ta còn sống. Ngày mà tất cả những năng đề dừng lại chấm dứt là ngày mà chúng ta nhắm mắt xuôi tai. Thế nên như tôi nói trong ngày Chủ nhật vừa qua, nếu chúng ta còn sống thì chúng ta sẽ phải chiến đấu. Chỉ trừ trường hợp chúng ta nằm ở trong quan tài thì mới hết những năng đề, những chống đối của ma quỷ. Xin Chúa ban phước để chúng ta nhận biết điều đó. Một trong những chiến thuật của ma quỷ, nó muốn làm là áp đảo tinh thần của chúng ta và muốn cho chúng ta cứ xuôi tai. Chúng ta chủ bại. Đừng để nó thắng. Đừng mắc mưu nó. Đó là sự phỉnh dối mà Đức Chúa Trời đã quyết tâm giúp cho chúng ta đắc thắng. Đó là chúng ta cần phải nhận biết Chúa Giê-xu đã thắng cho chúng ta rồi. Thứ ba, quyền năng sức mạnh của sự cầu nguyện là để giúp cho chúng ta. Chúng ta cần hiểu chức năng của cầu nguyện. Cầu nguyện mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Như đời sống có nhiều vấn đề thì cầu nguyện cũng đa dạng như vậy. Có nhiều thể loại cầu nguyện, anh chị em cần nhớ điều đó. Không phải chỉ xin mà thôi. Nhưng mà có sự thể hiện của cầu nguyện, của công bố, của ngợi khen, của chiến trận. Và trong ơn của Chúa, lời của Ngài là gươm và chúng ta sử dụng để chúng ta đánh trả lại kẻ thù. Ê-phê-sô chương 6 câu 18 cho chúng ta thấy hình ảnh đó. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn và tỉnh thức vì điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng có nhiều thứ cầu nguyện. Mỗi loại cầu nguyện có một chức năng khác nhau. Nên tôi mời anh chị em chúng ta cần để ý đến chức năng của sự cầu nguyện. Thứ nhất, cầu nguyện mang đến sự cứu giúp từ thiên đàng. Hebrew chương 4 câu số 16, lời của Chúa dạy: vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Chúng ta tới đây không có sự giúp đỡ thiên thượng, chúng ta bất lực. Nhưng cảm ơn Chúa, có một lời mời của Chúa là hãy đến gần ngôi ân phước của Chúa trong thời giờ có cần dùng. Khi kẻ thù tấn công chúng ta một cách khốc liệt, nhất là lúc nó biết thì giờ của nó sắp hết, như hiện tại, thì chúng ta biết rằng nó tìm đủ cách để nó đánh tổng lực, để nó áp đảo tinh thần của chúng ta. Hơn bao giờ hết chúng ta cần cầu nguyện đứng vững và chống trả lại công việc của nó. Tội ác ở trên thế gian càng ngày càng xấu. Và chúng ta thấy có những kế hoạch, có những đường lối muốn ngăn chặn bước tiến của chúng ta. Nhưng mà chúng ta sẽ thắng nhờ sự cầu nguyện. Cầu nguyện, bởi cầu nguyện chúng ta mời Chúa toàn năng đấng vẫn cầm quyền tể trị bước vào hoàn cảnh của chúng ta, và tại đó chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự đắc thắng là như vậy. Thi Thiên 127 câu 1: nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì người thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành thì người canh thức canh luống công. Như vậy chúng ta thấy mọi phước hạnh và thành quả trong đời sống đến từ sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Ngài đưa tay vào, Ngài cất nhà, Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài trong sự quan phòng coi giữ của Ngài. Và chúng ta thấy phước hạnh mới có thể đến được ở trên đời sống của chúng ta. Phaolô trình bày trong Công vụ chương 26 câu 22. Chúng ta để ý đến câu Kinh Thánh này có những ý tưởng thật là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Song nhờ ơn Đức Chúa Trời bảo hộ, tôi còn sống cho đến ngày nay, làm chứng cho các kẻ lớn nhỏ, không nói chi khác hơn là điều các đấng tiên tri và Môi-se đã nói sẽ đến. Như vậy, tại đây chúng ta thấy rằng nhờ ơn Chúa, ông được gìn giữ bảo vệ. Và mạng sống của ông còn giữ, mặc dù ông chịu nhiều sự tấn công. Và có lần ông đã bị ném đá và người ta nghĩ rằng ông đã chết rồi. Họ lôi xác ông ra ngoài vết thành và bỏ ông ở ngoài đó. Chúa cho ông sống. Ông đi ngược vào trong thành và tiếp tục rao giảng lời của Chúa. Phaolô nói những điều ông nói không có gì lạ so với các thánh nhân khác, nhưng mà đã có kết quả lớn hơn vì nhờ
ơn Đức Chúa Trời bảo hộ và ở cùng. Ông nói không nói chi khác hơn là điều mà các tiên tri và Môi-se đã nói là sẽ xảy đến cùng một sứ điệp. Nhưng mà bởi vì sự kêu gọi của Chúa cho đời sống ông, Chúa yểm trợ ông, Chúa bảo vệ ông khỏi tay của những người gian ác, cho ông bảo vệ sự sống của ông để ông có thể kết quả vì sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Tác giả của Thi Thiên 60 cũng cho thấy bí quyết ở trong Thi Thiên 60 câu 11-12. Xin Chúa giúp chúng con khỏi sự gian truân. Vì sự cứu giúp của Ngài, xin lỗi, vì sự cứu giúp của loài người là hư không. Nhưng nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm việc cả thể, vì chính Ngài sẽ gia đạp kẻ thù nghịch của chúng tôi. Cảm ơn Chúa. Chính Ngài, nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ làm việc cả thể. Nhờ ơn của Chúa chúng ta sẽ làm những việc lớn. Và chính Ngài sẽ giải đáp kẻ thù nghịch của chúng ta là như vậy. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy bí quyết của vua Ô-xia thành công bởi những chìa khóa này. Xin chúng ta để ý đến ở trong Sử Ký thứ nhì chương 26 câu 1, câu 5 và câu 7. Cả dân Giu-đa đều lập Ô-xia làm vua thế cho A-ma-xia, cha của người. Tuổi người được 16, mới 16 tuổi, một thiếu niên. Ông lên ngôi làm vua khi ông tuổi 16. Và đây là chìa khóa để ông được thành công. Trong đời của Sa-cha-ri là người thông biết hiểu các dị tượng của Đức Chúa Trời, thì Ô-xia rất lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu. Đức Chúa Trời giúp đỡ người được thắng dân Philippines, dân Arab ở tại Gujar-ba-an và dân Ma-ôn. Anh chị em thấy, ngày nào Ô-xia rất lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời, và người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người được may mắn bấy lâu. Cảm ơn Chúa, hình ảnh của sự tìm kiếm, của sự cầu nguyện, của sự nhờ cậy. Ông rất lòng, ông hết lòng tìm kiếm Chúa, ông tập trung vào việc tìm kiếm Chúa, thì lời của Chúa cho chúng ta thấy một sự xác nhận, kết quả đó là người tìm kiếm bao lâu thì Đức Chúa Trời khiến cho người được may mắn bấy lâu. Và chúng ta biết rằng vua Ô-xia đã thất bại trong giai đoạn cuối, đã buông tay Chúa, và chúng ta thấy rằng đời sống của ông lao xuống. Cầu nguyện không phải là báo cáo cho Chúa biết những việc mà anh chị em đối diện, vì Chúa biết tất cả những điều đó rồi. Nhưng cầu nguyện như chúng ta được dạy dỗ nhắc nhở trong những ngày qua, đó là chúng ta xin Chúa can thiệp vào hoàn cảnh của chúng ta dựa theo lời hứa của Chúa. Cho nên cầu nguyện là chúng ta mang kẻ thù của chúng ta đến ở trước ngôi của Chúa, đến trước tòa án ở tại thiên đàng, và để cho Đức Chúa Giê-xu làm đấng binh vực chúng ta. Nếu kẻ thù kiện cáo chúng ta, Chúa Giê-xu sẽ đứng lên và nói rằng đúng, nó như vậy, nhưng mà huyết của ta đã rửa sạch tội lỗi của nó rồi. Nó đã được tha, tội đã được tha. Và không còn bị cầm trong tội lỗi nữa, mà được tự do. Chúng ta đưa kẻ thù của chúng ta đến trước ngày phán xét của Đức Chúa Trời. Và khi cái việc nó không đúng theo như kế hoạch và lời hứa của Chúa cho đời sống, thì chúng ta có thể đứng lên và chúng ta giành lại những điều thuộc về chúng ta. Và Chúa, Ngài sẽ yểm trợ chúng ta, Ngài sẽ thực thi lời của Ngài, Ngài sẽ làm trọn, làm ứng nghiệm lời của Ngài đã phán. Đức Chúa Trời trở nên sự giúp đỡ chúng ta, và chúng ta sẽ kinh nghiệm sự đắc thắng liên tục khi chúng ta cầu nguyện. Và rồi Chúa Ngài cũng sẽ làm cho chúng ta được nổi bật ở giữa những người cùng trang lứa với chúng ta. Như Phaolô, ông cũng giảng cùng một sứ điệp của các đấng tiên tri của Môi-se. Nhưng mà kết quả của chức vụ và đời sống của ông thật là lớn lao, bởi vì có Đức Chúa Trời bảo hộ và có Đức Chúa Trời giữ gìn sự sống của ông. Cảm ơn Chúa. Chúa cam kết sẽ mang đến sự giúp đỡ từ thiên đàng khi chúng ta kêu cầu Ngài. Ê-sai 41 câu 10 đến câu 13. Đừng sợ vì ta ở với ngươi. Chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ ngươi. Câu 11. Này, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn nhút nha. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi sẽ, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy. Những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành ra không. Câu 13. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi,
sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Cảm ơn Chúa, tại đây những hình ảnh của sự yểm trợ tối đa của Chúa. Cánh tay hữu là hình bóng của sức mạnh của Đức Chúa Trời, trong sức mạnh mạnh nhất, cánh tay hữu. Hình ảnh Chúa Ngài hành động, Ngài làm việc để những kẻ thù, những kẻ đối nghịch, những người nói xấu chúng ta đều sẽ bị đánh bại. Đến mức độ họ không còn, chúng ta đi tìm cũng không còn thấy họ nữa. Vì Chúa Ngài nhúng tay vào và Ngài hành động thì không có một kẻ thù nào có thể đứng nổi trước cánh tay hữu quyền năng của Chúa. Một điều tuyệt vời khác mà chúng ta thấy ở tại đây, Chúa Ngài đã hứa đó là sẽ nắm tay hữu ngươi. Chúa Ngài sẽ nắm tay và dắt đi. Khi chúng ta cầu nguyện xin sự giúp đỡ, sự hướng dẫn từ nơi Chúa, Chúa Ngài sẽ đến và nắm tay của chúng ta để dắt chúng ta đi, như Chúa đã hứa cho Siru ở tại đây. Tác giả của Thi Thiên 56 cũng nói, Thi Thiên 56 câu số 9: Ngày nào tôi kêu cầu, các kẻ thù nghịch tôi sẽ thối lại sao? Tôi biết điều đó vì Đức Chúa Trời binh vực tôi. Ngày nào chúng ta kêu cầu thì kẻ thù của chúng ta sẽ thối lui lại phía sau. Cảm ơn Chúa. Cho anh chị em đừng buông bỏ phước hạnh mà Chúa cho chúng ta là sự cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện. Ngày nào chúng ta kêu cầu thì ngày đó kẻ thù sẽ thối lui lại phía sau. Mà nếu chúng ta dừng lại, chúng ta không còn cầu nguyện, không nhờ cậy Chúa nữa, chúng ta có thể gặp trở ngại. Cho nên anh chị em yêu dấu của tôi, ngày nào chúng ta kêu cầu Chúa, ngày đó kẻ thù của chúng ta sẽ bị đánh bại. Nó sẽ thối lui ra phía sau. Cho nên hãy để ngày nào trở nên mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Kêu cầu Chúa Ngài ban phước giúp đỡ chúng ta. Cầu nguyện mang đến sự thương xót của Chúa. Hebrew chương 4 câu 16: Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ có cần dùng. Cảm ơn Chúa. Có những nguyên do khiến cho chúng ta gặp khó khăn mà chúng ta không biết hết. Nhưng bởi sự nhân từ, Chúa luôn đáp lời khi chúng ta kêu cầu cùng Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa nổi giận cùng David khi ông nghe theo lời của Satan xúi dục mà đi kiểm tra dân số. Và chúng ta biết rằng hậu quả tai vạ đã đến, và trong một ngày 70.000 người đã chết. David ăn năn, xin sự thương xót của Chúa, và ông biết rằng Chúa sẽ đáp lời. Câu lãnh vực mà chúng ta cần được nhắc nhở tại đây là khi chúng ta thấy sự sửa phạt của Chúa thì điều duy nhất trong lúc đó không phải là công bố xua đuổi, nhưng chúng ta ăn năn xin sự thương xót của Chúa. Và đây là vấn đề mà chúng ta cũng cần phải sáng suốt để chúng ta nhận biết. Làm sao chúng ta biết được đâu là sự sửa phạt của Chúa và đâu là công việc của kẻ thù? Xét tấm lòng ý tưởng của chúng ta, lời nói của chúng ta. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi đẹp ý Chúa. Và nếu Chúa chỉ ra, Đức Thánh Linh chỉ ra cho chúng ta và có sự xác nhận của Ngài, đó là chúng ta đã phạm tội, thì chúng ta lập tức chạy đến xin sự thương xót của Chúa. Chúa Ngài sẽ tha thứ và chúng ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cũng có lỗi của tổ phụ, của những đời trước có thể còn rơi rớt lại. Hậu quả của nó có thể còn rơi rớt lại trên đời sống của chúng ta, khiến cho có những điều xấu xảy ra trong đời sống của chúng ta mà không giải thích được. Thì anh chị em của chúng tôi, ngay trong giây phút đó, chúng ta nhớ đến những gì Đức Chúa Jesus đã làm xong cho chúng ta. Ngài đã trở nên sự rủa xả thay thế chúng ta. Như lời của Chúa nói rằng, đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Khi Đức Chúa Jesus chịu treo trên thập tự giá, Ngài đã trở nên sự rủa xả thay thế cho chúng ta, để chúng ta có thể tiến vào và nhận phước lành của Abraham. Có những thói hư mà chúng ta không thể thắng được vì sự rủa xả đến từ các đời trước. Có thể là nghèo khó, thiếu thốn, hay là hôn nhân luôn gặp khó khăn, hay là có chiều hướng sai xưa, nói dối. Nó có thể chạy suốt ở trong cả gia tộc của mình. Nếu có lặp đi lặp lại thì đó là dấu của sự rủa xả. Thì chúng ta xin sự thương xót của Chúa và chúng ta áp dụng huyết của Đức Chúa Giêsu đã đổ mà bẻ gãy sự rủa xả đó, để chúng ta lại trở lại trong vị trí có thể nhận được phước lành mà Chúa Ngài đã phán cho tổ của đức tin là Abraham. Cảm ơn Chúa. Ca thương chương 3 câu 22, lời Chúa nói:
ấy là nhờ sự nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng tôi chưa tuyệt, vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Cảm ơn Chúa, sự thương xót của Chúa sẵn sàng ban ra cho chúng ta để chúng ta ăn năn, chúng ta quay về. Tại vì khi chúng ta nhận biết nó không phải là lỗi của chúng ta, nhưng mà chúng ta thừa hưởng những điều này vì những thế hệ trước có thể chưa, lúc chưa biết Chúa thì ông cha của chúng ta đã từng có những khế ước đối với thế giới tối tăm, hay là những công việc nó đem lại sự rủa sả trên con cháu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong Đức Chúa Jesus Christ, những gì Ngài đã làm xong, chúng ta xin quyết Đức Chúa Jesus chặn lại để nó không tiếp tục đổ xuống chúng ta nữa, nhưng mà rẽ qua chỗ khác, đặt thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ vào chỗ đó để tất cả những điều đó sẽ rẽ ra hướng khác cho chúng ta. Cầu nguyện mang đến sự can thiệp của Thiên Sứ, một phước hạnh mà Chúa Ngài ban cho chúng ta. Ở đây chúng ta thấy được khi Phi-rơ bị bắt giam ở trong ngục thì hội thánh đã cầu nguyện cho ông và Chúa đã sai Thiên Sứ đến để giải cứu ông. Và chúng ta thấy hình ảnh đó thật là tuyệt vời để nhắc nhở cho chúng ta có một sự giúp đỡ từ thiên đàng. Công vụ chương 12 câu 5 đến câu 8 và câu 11 ghi lại cho chúng ta câu chuyện này. Vậy Phi-rơ bị cầm ở trong khám, còn hội thánh cứ cầu nguyện Đức Chúa Trời cho người luôn. Vả đêm rạng ngày mà Herod định bắt Phi-rơ ra hầu, người đang mang hai xiềng ngủ giữa hai tên lính và trước cửa có quân canh giữ ngục, thình lình một thiên sứ của Chúa đến và có ánh sáng soi trong ngục tối. Thiên sứ đập vào xương của Phi-rơ, đánh thức người mà rằng: hãy mau chờ dậy. Xiềng bèn rớt ra khỏi tay của người. Câu số 8 kế đó, thiên sứ nói rằng: hãy nghịch lung và mang dép vào đi. Phi-rơ làm theo. Thiên sứ lại tiếp: hãy mặc áo ngoài vào theo ta. Câu 11, Phi-rơ bèn tỉnh lại và nói rằng: bây giờ ta nhận biết thật Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài giải cứu ta khỏi tay của Herod, cùng khỏi điều dân Giu-đa đang mong đợi. Cảm ơn Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, Chúa có thể sai thiên sứ, các đội thiên sứ đến để chiến đấu cho chúng ta. Thiên sứ là các thần bảo vệ mạnh mẽ từ thiên đàng. Họ được Chúa Ngài sai đến để hầu việc, để giúp đỡ, để phục vụ những người đã được sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa. Cầu nguyện mang đến sự giải cứu khỏi những gian khổ. Gia Cơ chương 5 câu 3 nhắc nhở chúng ta: trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy hát ngợi khen. Trong ơn của Chúa, khi chúng ta trải qua những gian khổ, hãy cầu nguyện. Sẽ có sự cứu giúp từ nơi Chúa, ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Khi Phaolô và Sila bị bỏ tù vì cái tội đó là giúp đỡ một người bị quỷ ám, thì chúng ta thấy rằng họ đã cầu nguyện và ca ngợi Chúa. Thì đất rúng động, xiềng xích tùm rớt xuống khỏi họ và mọi người khác. Cho nên cầu nguyện mang đến sự giải cứu của Chúa ra khỏi những gian khổ là như vậy. Rồi chúng ta còn nhớ dân Israel khi bị bắt làm nô lệ tại xứ Ai Cập hơn 400 năm. Chúa chỉ gửi sự giải cứu đến khi Ngài nghe tiếng kêu cứu của họ. Chúa Tô Ký chương 3 câu 7 câu 8 chém Đức Giê-hô-va phán rằng: ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải ta biết được nỗi đau đớn của nó. Rồi chúng ta thấy Đức Chúa Trời phản ứng: ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đường sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hethit, dân Amorit, dân Philistit, dân Hevit và dân Jebusit ở. Anh chị em, cho đến chừng họ kêu cầu, tiếng than đau khổ của họ thấu lên đến Chúa, Chúa hành động. Và chúng ta thấy khi Ngài ngự xuống, Ngài cứu họ khỏi tay của người Ai Cập rồi, Ngài dẫn họ đến một xứ đẹp đẽ, rộng rãi, đường sữa và mật. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa để lời của Ngài nhắc nhở chúng ta. Hãy kêu cầu. Hãy mở lời xin Chúa can thiệp vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Hãy mời Chúa bước vào. Và Chúa Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta. Đừng thụ động. Ráng cố gắng chịu năng đề một cách dài lâu. Nhưng mà hãy trỗi dậy. Cầu nguyện. Trỗi dậy. Khi Chúa hướng dẫn, hãy công bố, truyền lệnh cho những núi ngăn trở phải dời đi. Truyền lệnh cho kẻ thù của chúng ta phải lùi lại. Đừng tiếp tục ở trong
sự cố chịu nan đề dài lâu của thất nghiệp, của hiếm muộn, của thiếu bình an hạnh phúc ở trong hôn nhân là những điều ma quỷ muốn sử dụng để tiêu diệt đời sống của chúng ta. Hãy trỗi dậy bởi sự cầu nguyện, bởi danh của Đức Giêsu mà chúng ta có thể đánh đuổi kẻ thù và giành lại phước hạnh mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Thi Thiên 125 câu 3 rồi chúng ta kết thúc. Vì cái gậy của kẻ ác sẽ không được đặt trên sản nghiệp của người công bình, hầu cho người công bình không đưa tay ra về sự gian ác. Đây là ý định của Chúa. Khi chúng ta bắt gặp cái gậy của kẻ ác đang để trong ruộng của chúng ta, mà ruộng của người công bình, chúng ta cần đảm bảo chúng ta được tha thứ và chúng ta đang ở trong một mối liên hệ trong sạch, ngay thẳng ở trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa tha thứ tội chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác khi chúng ta ăn năn ở trước mặt Chúa, khi chúng ta bước đi trong sự kính sợ Chúa, khi chúng ta nhờ gậy Chúa trong sự cầu nguyện. Khi chúng ta nhìn thấy cái gậy của kẻ ác thì chúng ta có quyền đòi theo như lời của Chúa dạy tại đây. Vì cái gậy của kẻ ác không được đặt ở trên sản nghiệp của người công bình. Chúng ta có quyền để công bố và bảo chúng phải lấy cái gậy đó ra khỏi ruộng của chúng ta, khỏi sản nghiệp của chúng ta. Amen anh chị em. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta tận dụng sức mạnh của sự cầu nguyện. Vì ý của Chúa không phải để cho kẻ thù làm cho chúng ta đau khổ, mà Ngài cho chúng ta phước hạnh của sự cầu nguyện. Lời cầu nguyện của chúng ta có thể chấm dứt những tình trạng khó khăn, đau khổ mà chúng ta đang đối diện. Hãy nhờ cậy Chúa. Hãy mời Ngài can thiệp vào. Hãy mời Chúa bước vào trong con thuyền của cuộc đời của chúng ta. Hãy mời Chúa bước vào hoàn cảnh của chúng ta. Khi chúng ta có nan đề là chúng ta trở nên đối tượng của phép lạ. Miễn là chúng ta biết nhìn lên Chúa và cầu xin sự cứu giúp từ nơi Ngài. Chúa bước vào thì không có bão tố nào được quyền tiếp tục dao động. Cũng không có một cái sự khó khăn nào được quyền tiếp diễn. Chúa đến, kẻ thù phải bỏ chạy. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em. Cho tôi cầu nguyện cho anh chị em ở trong thời gian này. Cho kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì đặc ân và lời mời của Ngài. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Cảm ơn Chúa vì lời mời của Ngài. Hãy đến gần ngọn ân phước để nhận được ơn trong thời giờ có cần dùng. Cho hãy xin giúp đỡ cho mỗi anh chị em chúng con, để chúng con không ngồi đó chịu trận, cũng không mắc mưu ma quỷ để chúng con than trách Chúa. Nhưng con nhận biết có một kẻ thù gieo những điều xấu vào trong ruộng của chúng con, trong cuộc đời của chúng con. Vì Chúa thì Ngài có ý định mang những điều tốt đẹp gieo vào trong cuộc đời của chúng con, để chúng con kết quả, để chúng con đâm bông kết trái, để cuộc đời của chúng con được phước, để chúng con được vững vàng khi chúng con được trồng ở trong nhà của Đức Giê-hô-va. Và chúng con sẽ trỗi dậy ở trong ơn của Ngài Chúa Giáo, giúp để anh chị em chúng con ngay trong thời giờ này trỗi dậy trong tấm lòng, trong tâm linh của mình, và sẽ đứng lên sau thời giờ này trỗi dậy ở trong sự chiến đấu, trong sự cầu nguyện, vâng phục Đức Chúa Trời. Anh chị em chúng con chống trả ma quỷ để chúng sẽ lìa khỏi anh chị em của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Trời ơi, chúng con cảm ơn Chúa vô cùng vì lời của Chúa nhắc nhở chúng con suốt ở trong thời giờ học Kinh Thánh tối hôm nay. Cha muốn yểm trợ, cha muốn ở cùng, cha muốn giúp đỡ cho chúng con. Xin cho chúng con ngày nào chúng con kêu cầu Ngài thì kẻ thù của chúng con sẽ thối lui. Ngày nào anh chị em của chúng con kêu cầu Chúa cầu nguyện thì kẻ thù sẽ thối lui ra khỏi đời sống của anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Thánh Linh ơi, xin tiếp tục dạy dỗ, nhắc nhở chúng con để chúng con mở lời cầu nguyện, kêu xin, kêu cầu. Và lại Chúa xin làm ứng nghiệm lời Ngài hứa, hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và khó, là những việc mà các ngươi chưa từng biết. Cho mắt của chúng con thấy, tai chúng con nghe, chúng con trải nghiệm những điều lớn và khó, là những điều mà chúng con chưa từng biết, nhưng chúng con sẽ kinh nghiệm vì chúng con kêu cầu Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một xin Chúa ban phước trên anh chị em, tràn đầy ơn của Chúa. Hãy cầu nguyện, vì đó là chìa khóa của sự đắc thắng. Hẹn gặp lại anh chị em trong những thời giờ học Kinh Thánh kế tiếp của chúng ta. Chúc bình an. Shalom. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.